tiếp là đội viên mang số áo 18 Trần Hoàng Phúc của câu lạc bộ Hoa Liên 94 Đông Hải Bạc Liêu đã vượt lên dẫn đầu và theo sát anh đó là toàn phía Quốc Huy. Như vậy ở ngay vòng chạy đầu tiên thứ tự đã có sự thay đổi. Trần Hoàng Phúc số áo 18 vẫn đang dẫn đầu. Đầu tiên là số đeo 43 Tinh Hoàng Quốc Hiếu và đang chạy thứ tư là vận động viên Toàn Quyết Quốc Huy số đeo 32. Như vậy ở ngay vòng chạy có một vận động viên bị ngã té, đó là vận động viên Tinh Hoàng Quốc Hiếu số đeo 43 câu lạc bộ Hải Thiện Lành Phú Quốc. Như vậy hiện nay trên tỷ cạnh chỉ còn lại hai vận động viên, nhưng theo điều lệ quy định hai vận động viên phải hoàn thành thi đấu của mình.